Chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của mẹ Mon. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoa trạng nguyên trang trí cho mùa Giáng sinh nha. Trong video này mình sử dụng len màu trắng để làm phần hoa. Các bạn cũng có thể sử dụng len màu đỏ để cho hoa được rực rỡ hơn nha. Đầu tiên, tạo cho mình một nút thắt len 12 bính. Quay lại và bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn. Các bạn sẽ nẹp kẽm cho phần cánh hoa, móc một mũi đơn. Chân tiếp theo móc một mũi nửa kép. Chân tiếp theo móc một mũi kép đơn. Móc một mũi kép đôi vào chân kế bên. Chân tiếp theo móc vào đây 2 mũi kép đôi cùng chân. Tiếp tục móc 2 mũi kép đôi cùng chân vào chân kế bên. Chân tiếp theo, mỗi chân móc một mũi kép đôi. Chân tiếp theo, móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo, móc một mũi nửa kép. Ở chân móc cuối cùng, móc vào đây 3 mũi đơn cùng chân. Sau khi móc xong 3 mũi đơn vào chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ quay lại và móc đối xứng với nửa bên kia như công thức bên dưới mình đã ghi. Các bạn sẽ móc đối xứng. Gặp lại các bạn sau khi móc đến chân mũi cuối cùng nha. Kết hàng bằng một mũi chuột, rồi lên một mũi bính để móc tiếp hàng thứ hai. 12 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Ở chân mũi thứ 13, móc vào đây cho mình một mũi đơn, lên 3 bính. Móc tiếp một mũi đơn cùng chân.
còn 12 chân mũi, mỗi chân mũi các bạn sẽ móc vào đây một mũi đơn cho đến hết hàng. Trượt mũi kết hàng, kéo và cắt sợi là chúng ta đã hoàn thành xong một cánh hoa. Các bạn móc cho mình tổng cộng là 6 cánh hoa nha. Móc lá cho hoa chặn nguyên. Tạo một nút thắt, nên cho mình 10 mũi bính. Bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai một mũi đơn. Các bạn cũng sẽ tiến hành nẹp kẽm ở phần lá nha. Móc một mũi đơn. Chân tiếp theo móc một mũi nửa kép. Chân tiếp theo móc một mũi kép đơn. Ba chân tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi kép đôi. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo móc một mũi nửa kép. Ở chân cuối cùng móc vào đây 3 mũi đơn cùng chân. Quay lại và móc đối xứng với nửa bên kia, như công thức mình có ghi ở dưới màn hình. Gặp lại các bạn sau khi móc đến chân mũi cuối cùng nha. Sau khi móc xong chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên, rồi lên một bính, móc hàng thứ hai. 9 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Chân mũi thứ 10 móc vào đây một mũi đơn. Lên 3 bính. Móc tiếp một mũi đơn cùng chân. Chín chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Khi móc xong 9 mũi đơn, các bạn trượt mũi, kéo sợi và cắt là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc lá. Các bạn móc cho mình thêm 5 chiếc lá như vậy nữa. Các bạn sẽ tiến hành cuốn các cánh hoa và ghép lá vào. Vậy là mình đã có một bông hoa trạng nguyên nhỏ xinh trang trí cho Giáng sinh rồi nè. Các bạn nếu thích mẫu này cho mình một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha.